mới đầu tao tính cho mày dai một con đòn lướt qua khung hình, mà giờ mày chống cự tao thì hả tao chó rồi biết không có thấy cái mặt của mày luôn, con khốn nạn không chịu hợp tác với tao hả? Nè tao nói cho mày biết, tao quay phim lại hết rồi đó, tao chụp hình luôn. Bây giờ mày á, mày nói cho ai biết đi, tao sẽ nói mày dụ dỗ tao để mày xin dai, mày gài tao với cái nem của tao hiện tại thị trường bây giờ, thử ai tin ai. Alo anh nghe nè, rồi tới cái địa chỉ khách sạn anh nhắn đi rồi anh đưa kịch bản cho, rồi.